Hi, xin chào tất cả các bạn các chị, mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên mình chúc tất cả các bạn các chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các chị một vài cái dòng xe Honda SH giá mềm và đẹp nha các bạn. Và xin thưa với các bạn các anh chị, đây là những cái chiếc xe Honda SH Việt Nam lên Honda SH Ý mà giá dưới 60 triệu đó. Và điển hình là mình quay nó nhiều cái mẫu và nhiều cái giá thì để các bạn các anh chị có cái sự lựa chọn theo cái khả năng cũng như là cái sở thích của mình. Như mình nói thì mình quay chiếc đầu tượng trưng là dưới 60 triệu, cụ thể là 59.900.000 cho nó có nha các bạn. Bởi vì những cái giá xe này thật ra rẻ quá thì nó không có đâu các bạn, khó kiếm. Nên mình cố gắng làm những cái xe bình dân để cố gắng đáp ứng cái nhu cầu của anh chị em, các cô chú đó. Và thưa với các bạn các chị, một cái chiếc xe với một cái tầm tiền khoảng dưới 60 triệu liền lạc đẹp. Đây là cái chiếc xe Honda SH màu trắng đen xì bo, rất là đẹp, rất là mới luôn, mà đi máy móc nó rất là ngon. Đi những cái chiếc xe này thì đặt ra đi xa rất là tốt, rất là ổn định và không có hư hỏng quặt nha các bạn đó. Mặc dù là 70 triệu thôi nhưng mà em nó cũng còn rất là mới, rất là đẹp, liền lạc. Hệ thống phun xăng điện tử FI 2 thắng đĩa trước sau an toàn rồi, chế độ 3 giây tắt máy, tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu. Mà tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu là bây giờ tiết kiệm tiền rất là kinh tế nha các bạn. Và đồng thời thông qua đó nữa là coi như là bảo vệ môi trường, có chế độ 3 giây tắt máy là bảo vệ được môi trường luôn. Mình đi rất là ngon, rất là tiện lợi. Và chiếc xe này em nó mang biển số là 59C226215. Và với chiếc xe này em xin thưa với các bạn các anh chị là em nó có cái giá là 59.500.000, nhưng mà 59.500.000 thực tế cũng chỉ là để minh họa thôi nha các bạn. Nhưng một khi các bạn các anh chị tới nữa là sẽ bớt cho các bạn các anh chị thêm nữa, cho các bạn các anh chị thấy mua bán cho vui vẻ, hài lòng, vừa ý. Đó là một cái chiếc xe màu trắng. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị xe màu đỏ. Bởi vì trên thị trường thực tế là hai cái xe màu trắng và màu đỏ là được rất là nhiều các cô chú các chị các bạn quan tâm nhiều, nên em làm hai cái loại màu trắng màu đỏ. Và màu nào thì cũng coi như là do khách hàng là thích là lựa là chọn thôi, chứ kể cả màu đỏ này khi các bạn các chị thích thì mình để, còn nếu mà không thích thì mình đổi được màu trắng, màu đen, màu xanh gì đó thì tùy ý, đổi dàn áo miễn phí luôn, đổi tùy ý khách hàng. Nhưng mà quay khi mà lên hình thì tượng trưng là nó như vậy thôi nha các bạn. Xe rất là mới, rất là liền lạc. Nói chung là một cái xe nó đẹp liền lạc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra đằng sau. Một cái xe các bạn các anh chị cô chú có thể đánh giá trực quan qua cái hình ảnh nó thực tế nó vậy, thì khi đến mua nó cũng y vậy thôi, chứ nó cũng không có thay đổi gì. Bởi vì mỗi xe là một cái biển số nó rất là rõ ràng. Em này là 59M142099. Và khi các bạn các anh chị mua, các bạn các anh chị có quyền được trải nghiệm, thử test, hài lòng vừa ý, hoặc là mình thích cái gì mình được lựa chọn theo cái sở thích của mình. Mặc dù là một chiếc xe máy cũ nhưng mà còn rất mới nha các bạn. Để cho các bạn các anh chị coi lại một lần nữa. Xin thưa với các bạn các anh chị, đây là những chiếc xe cũ, xe người ta đã đi rồi nhưng mà còn giữ khá là sạch sẽ, liền lạc. Và chúng ta mua về thì chúng ta cũng đi bổ bền lại, người chúng ta có thể đi rất là ngon, rất là ok. Và những chiếc xe này, những cái xe này thì máy móc không cần phải thử luôn nha các bạn, bởi vì nó rất là ngon, rất là ngon luôn. Khi các bạn các anh chị cứ lên đến nơi, các bạn các anh chị cứ thử trải nghiệm thực tế, các bạn các anh chị biết rồi, chạy những chiếc xe này ít có khi nào mà có cái sự cố, có vấn đề gì hết, bởi vì máy nó rất là ổn định và
thì nó rất là ngon và được đánh giá là nói chung là giá tiền nó cũng phù hợp. Và như chiếc xe này thì em sẽ đưa em mong muốn bán với giá là 61 triệu. À, 61 triệu nha các bạn. Chiếc kia 59.500, chiếc này 61 triệu. Nhưng mà có khi các bạn các chị tới mua vui vẻ bớt nữa mà cho nó thoải mái các bạn. À, và như chiếc đây nữa cũng là một chiếc xe Honda đó, màu trắng đen xịn tuyệt, mới luôn, mới tuyệt đối luôn, quá mới. Thì các bạn các anh chị thấy rồi, mới thì nó mới thật chứ không có phải mà dùng app gì đó. Đây nè các bạn các anh chị thấy không, em quay nè, có cái điện thoại đây. Quay trực tiếp là quay sao lại úp lên vậy luôn đó, một chiếc xe khá là liền lạc, màu trắng trinh nguyên đó, rất là mới, rất là đẹp, trắng đen xì bo. Xe này đi được cái gấp đen luôn đó, cho nó nhìn nó lạ hơn chút đó, mới từ trong ra ngoài từ trên dưới đó, các bạn các anh chị có thể đánh giá qua hình ảnh. À, em này thì đời cao à, em này mang biển số 59M1 71000. Đây là chiếc xe Honda đó, Việt Nam lên bán Ý 150, đời rất là cao. Và với cái chiếc xe này thì mình còn muốn bán với giá là 72 triệu nha các bạn. 72 triệu, quấy là coi như là miễn bàn, ngon cực kỳ ngon, xe đi cực đã. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe màu đen bóng, màu đen thời trang bóng, phiên bản màu đen bóng đó. Xe phiên bản cái mẫu này là mẫu 2017, 2018, 2019 đó, là có thắng đĩa ABS luôn nha các bạn. Chiếc này có ABS luôn nha các bạn, đèn led 2 tầng. Mẫu đèn led 2 tầng này có hệ thống thắng đĩa ABS. Đây là ABS này các bạn. Đưa với các anh chị những chiếc xe này là chạy á, thì nó rất là ngon. Và như cái trời mưa á, thì cái hệ thống thắng đĩa nó phát huy tác dụng rất là tốt, đó là chống trơn, chống trần và chống bó phanh thắng đĩa. Đó, mình chạy mình sẽ không có bị nguy hiểm. Đó, chạy nó rất là an toàn. Đó, và với một cái chiếc xe Honda đĩa ABS mẫu đèn led 2 tầng còn rất là đẹp, rất là mới này luôn, thì các bạn các anh chị đi thì các bạn các anh chị rất là tự tin, bởi vì em nó nói chung là đẹp các bạn. Cái mẫu 2019 từ 2017, 2018, 2019 mà cái mẫu đèn led 2 tầng này á là được rất là nhiều các cô chú các anh chị và đặc biệt là các bạn thanh niên đánh giá là rất là cao, bởi vì cái mẫu này chuẩn hơn mẫu 2020, 2021 luôn các bạn. Em này mang biển số là 59F1 90428. Đó, và cái mẫu này, cái mẫu đèn led 2 tầng này thì mình muốn bán với giá là 88 triệu nha các bạn. 88 triệu. Rồi, xin cảm ơn. Và cái mẫu 2019 mà đèn mờ là đây các bạn. Đó, 2019 cũng đèn led 2 tầng thôi, nhưng mà chỉ khác nhau cái đèn mờ là phiên bản đặc biệt các bạn. Đặc biệt đó là không có gì đặc biệt, em thấy em cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà người ta gọi đặc biệt đó là đặc biệt thôi, đặc biệt nó chỉ là cái màu đen mờ thôi. Nhưng mà đôi khi em thấy màu đen bóng em còn thích hơn đen mờ, nhưng mà không hiểu sao thì vì các bạn khách hàng sử dụng thì luôn đúng thôi, thì cái loại đen mờ này thì lại mắc hơn vài triệu, nó nghịch lý nó vậy, cứ là đặc biệt thì nó mắc hơn phiên bản thời trang bình thường. Đó, nó cũng y chang nhau hết. 2019 em này mang biển số 50N1 72710, SH 2019 150, phiên bản đặc biệt có giá mình mong muốn là 96 triệu nha các bạn. 96 triệu. Đó. Ngoài ra là mình xin lưu ý ngoài các chị còn những cái dòng xe Honda khác nữa, xe này là 150, trời ơi, nói chậm mấy biết quen, xe này là 350i, SH
dưa đậu xanh còn mới nguyên dưa đậu xanh các bạn, và giá tiền nó cũng chỉ là 100 mấy thôi, 600 mấy gì thôi các bạn, đó dưa đậu xanh khai thác 350. Đi bởi vì nó mới nguyên mà. À, ngoài ra thì những cái dòng xe đời cũ như bình thường như này chứ những cái loại khác thì nó còn khá là nhiều. Bởi vì cái dòng này bây giờ là cũng bút chân luôn, cái hát bút chân này có mấy triệu là nhiều rồi. Nó mà xin thưa với các bạn, cái gì là mấy triệu mà giấy tờ như vậy, giấy tờ lúc nào cũng như vậy cả. Nói chung là còn khá là nhiều cái dòng xe, kể cả cái đắt mốt. Cái đắt mốt thì có
nếu như các bạn anh chị mà mua tiền mặt luôn á thì tốt, và nếu các bạn anh chị nào mà có một cái sự nào mình làm ăn hay tính toán gì đó thì mình cần cái sự hỗ trợ từ ngân hàng thì ở đây có cho hỗ trợ góp luôn các bạn, mà số tiền tôi kiếm là khoảng 40%, số tiền mình còn lại mình có thể mình sử dụng vào việc khác để nó sinh lại hơn. Và cái chuyện mua tiền mặt hay là góp tiền đó là tất cả các bạn là những người quyết định. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc tất cả các bạn anh chị luôn luôn đạt được nhiều thành công như là